Vâng, thưa quý vị, hôm nay là ngày 28 tháng 6 và hẳn quý vị cũng đã biết hôm nay là ngày gì. Ngày Gia đình Việt Nam, và gia đình thì chúng ta thấy là giữ vai trò rất là quan trọng trong đời sống của mỗi người. Và bình thường thì có lẽ là nhiều người không cảm thấy được cái vai trò của gia đình đâu, đúng không ạ chị Quyên? Nhưng mà khi mà họ vất vả khó khăn, thậm chí là thất bại thì họ sẽ muốn trở về với gia đình của mình. Và với sự phát triển của xã hội trong bất kỳ giai đoạn nào thì cái sự vững vàng của nền tảng gia đình cũng là yếu tố quyết định cho sự giàu mạnh, thịnh vượng của đất nước. Và vâng, quả thực thì hàng ngày mỗi một cá nhân trong một gia đình của chúng ta lại đóng góp cho sự phát triển đất nước theo một cách khác nhau. Kể cả người có đi làm hay người không đi làm, họ đều giữ một vai trò và nhiệm vụ rất là quan trọng. Mỗi người, mỗi gia đình đều có một cách riêng, đó là sự nỗ lực cố gắng không ngừng nghỉ trong lao động sản xuất. Những vận động viên thi đấu thì họ có thể đạt thành tích cao, mang vinh quang về cho Tổ quốc. Và lại có những gia đình bền bỉ dành tặng những giọt máu của mình giúp hồi sinh nhiều sự sống. Và sau đây thì sẽ là câu chuyện mà chúng tôi muốn gửi tới quý vị và các bạn. Chị Vũ Thị Kim Ngân đã 9 lần hiến máu tình nguyện, còn anh Trần Văn Hùng, chồng chị, có 2 lần. Gần đến ngày Gia đình Việt Nam, hai vợ chồng đã thực hiện lời hứa làm việc ý nghĩa này cùng nhau. Họ đưa cả cô con gái nhỏ đi cùng để lan tỏa những điều tốt đẹp, mong sao con trở thành người có ích cho xã hội trong tương lai. Thực ra máu thì với tất cả mọi người đều là một thứ rất là quan trọng. Và trong những cái trường hợp đặc biệt thì máu lại càng đặc biệt hơn. Thế nên là tôi muốn dành máu của mình cho những người đang cần, cảm thấy những việc mình làm là ý nghĩa và muốn điều này đến cả gia đình mình, đặc biệt là em bé. Muốn em bé biết được nhiều thứ hơn là chỉ là ở trường. Con cần phải biết yêu thương, biết quan tâm đến mọi người xung quanh. Những năm qua, hiến máu tình nguyện dần trở thành một hoạt động được nhiều người hưởng ứng. Có được thành quả ấy, một phần do sự đóng góp của nhiều gia đình. Họ vận động nhau, tạo thành những gia đình hiến máu, dòng họ hiến máu, sau đó lan tỏa việc làm ý nghĩa cho cả cộng đồng. Đều đặn mỗi năm từ 1 đến 2 lần, đại gia đình ông Lê Trung Truyền lại hẹn nhau thuê xe để cùng đi hiến máu tại Viện Huyết học, Truyền máu Trung ương. Sự bền bỉ hiến máu của ông suốt hơn 20 năm đã thay đổi tư duy và được nhiều thành viên trong gia đình ủng hộ. Không chỉ vậy, cả hàng xóm, người dân trong xã thấy ông Truyền tích cực vận động cũng hào hứng tham gia hiến máu tình nguyện, giúp thêm nhiều người bệnh có cơ hội được sống. Tôi vận động anh em gom hôm nay đi hiến tiểu cầu thì lại được bao nhiêu người, nếu đông người thì đi xe to mà ít người thì đi xe 16 chỗ. Cứ nếu đúng nhật trình là như bây giờ là 84 ngày đủ 8 lại đi luôn. Có khi 21 ngày lại làm một chuyến lên hiến tiểu cầu. Gia đình chính là môi trường quan trọng để tạo nên nhân cách của mỗi con người, đóng góp cho xã hội những tấm lòng nhân ái, những con người luôn hết mình cho đi, trao tặng những điều tốt đẹp cho cộng đồng. Cũng nhờ vậy, hiến máu tình nguyện đã dần trở thành văn hóa, truyền thống của nhiều gia đình và ngày càng được lan tỏa trong cộng đồng. Hiện tại thì gia đình nhà tôi đã hiến khoảng 19 năm liên tục, đấy, gồm các cháu, các con. Thế và bây giờ thì tôi về hưu rồi thì nhà tôi là thường xuyên là đi vận động các con, các cháu, để các cháu sinh viên ở trọ ở khu vực nhà tôi. Thế để cùng đi làm sao mà để cho mọi người mà khi người ta gặp hoạn nạn mà người ta vượt qua được. Đấy là niềm hạnh phúc của mình. Gần 30 năm chúng ta vận động hiến máu thì đến bây giờ gần như nhận thức của người dân về hiến máu rất là thay đổi và cộng đồng của chúng ta rất ủng hộ. Mỗi lần mà chúng tôi khi mà bắt đầu cái nguồn máu bị thiếu hụt, khi kêu gọi thì cộng đồng được hưởng ứng rất là mạnh mẽ. Đặc biệt là để có được những hoạt động đấy thì từng cá nhân, từng gia đình, từng dòng họ đã có những thay đổi nhận thức và có sự ủng hộ rất là tuyệt vời. Và chúng tôi mong muốn rằng là trong thời gian tới thì cái hoạt động hiến máu sẽ được tiếp tục được lan tỏa. Trong những năm qua, có rất nhiều gia đình đóng vai trò như những hạt nhân, tiên phong vận động những đơn vị máu quý giá giúp người bệnh được điều trị kịp thời. Những việc làm tuy thầm lặng và giản dị, nhưng chính họ đang bền bỉ mỗi ngày, gìn giữ những nét đẹp truyền thống, tương thân tương ái, để con cháu đời sau tiếp tục kế thừa phát huy, mang đến cho xã hội những điều tốt đẹp hơn.